Sáng ngày 21 tháng 1, tại trụ sở Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Từ Quang, phường 2, thành phố Vũng Tàu đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng Chư tôn đức thường trực ban trị sự, Chư tôn đức tăng ni, đại diện Phật giáo huyện, thị, thành phố tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng đại diện chính quyền tỉnh, thành phố tham dự. Hòa thượng Thích Quảng Hiển, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Tiếp đó, Đại đức Thích Thiện Thông, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thay mặt Ban thư ký đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và chương trình công tác Phật sự năm 2022. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có số lượng tăng ni rất đông, toàn tỉnh hiện có 440 cơ sở tôn giáo hợp pháp, gồm 287 chùa, 43 tỉnh thất, 61 tỉnh xá, 25 thiền viện, 14 tu viện, 4 ni viện, 5 tổ đình, 1 niệm Phật đường. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm có 7 ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Để công tác tổ chức Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong năm qua, những hoạt động của các ban chuyên môn hết sức cụ thể và thiết thực, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, công tác từ thiện xã hội do tăng ni và Phật tử đã thực hiện trong năm 2021 trên 70 tỷ đồng. Dịp này, Ban Thường trực Hội đồng trị sự chấp thuận về nguyên tắc tấn phong giáo phẩm đối với tăng ni tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thông qua tại hội nghị kỳ 6 khóa 8 Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong 6 tháng cuối năm, trước bối cảnh tình hình dịch bệnh có nguy cơ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các chương trình Phật sự trong năm 2021, Ban trị sự tỉnh tiếp tục tập trung vào các chương trình Phật sự trọng tâm trong năm 2022, nhất là lập kế hoạch và triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 theo các tiêu chí trong thông tư số 60/TT-HĐTS ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhiều hoạt động Phật sự quan trọng khác. Hội nghị tổng kết đã ghi và tiếp thu ý kiến phát biểu của đại diện chính quyền và Chư tôn đức tăng ni, đóng góp xây dựng cho phương hướng hoạt động trong năm 2022. Tại hội nghị, Ban Thường trực Ban trị sự tỉnh bày tỏ sự mong muốn các ban ngành chính quyền tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa để Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hoàn thành kế hoạch phương hướng hoạt động Phật sự trong năm 2022 đạt nhiều thành quả tốt đẹp.